khi đàn bà ngoại tình phần lớn đều liên quan đến ba kiểu người quen. Các bạn thân mến, có thể thấy đối với phụ nữ trong các cuộc ngoại tình, đối tượng phản bội chủ yếu lại là những người thân quen. Gã hàng xóm gần như không hề có phòng bị, chính là một trong những đối tượng lọt vào danh sách nguy hiểm đầu tiên. Người xưa có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Mối quan hệ giữa người phụ nữ và gã hàng xóm nhìn chung đều rất hài hòa. Cho dù có tiếp xúc hay không thì họ cũng không mấy cảnh giác. Một mặt, khi người phụ nữ gặp khó khăn, họ thường nhờ hàng xóm giúp đỡ. Điều này tạo cơ hội cho nhiều hàng xóm nam tiếp cận hơn. Mặt khác, phụ nữ cảm thấy việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm cũng sẽ giúp cho mọi thứ trở nên hài hòa hơn và có được cảm giác an toàn nhất định. Chính vì vậy, đối với những đối tượng đàn ông hàng xóm, phụ nữ sẽ tương đối thoải mái, cho rằng ai cũng là người quen. Mỗi người đều đã có gia đình riêng, không thể có tư tưởng ngoại tình hay cặp kè với nhau được. Chính vì vậy, người phụ nữ thường không hề lo lắng khi tiếp xúc với những gã hàng xóm này, thậm chí còn thường xuyên tụ tập cùng nhau tham gia một số hoạt động giải trí. Điều này càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ giao tiếp giữa họ. Một khi mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, anh hàng xóm này sẽ tiếp cận một cách thuận lợi hơn. Pha trò đùa mơ hồ hoặc có chút đụng chạm cơ thể một cách vô tình nhưng đầy cố ý. Nếu một người phụ nữ không chú ý, người hàng xóm này sẽ lợi dụng cô ấy vào ngoại tình. Nam hàng xóm chính là một trong những đối tượng nguy hiểm nhất và nguy hiểm đầu tiên của một người phụ nữ, đặc biệt là với những người phụ nữ thường xuyên nội trợ ở nhà. Những nam đồng nghiệp nơi công sở, phụ nữ thật sự rất khó có thể tránh khỏi lưới tình. Trong công việc, phụ nữ chắc chắn sẽ làm việc với các đồng nghiệp nam và họ thường xuyên tiếp xúc rất nhiều với nhau. Kiểu quan hệ công việc này không chỉ khiến cho phụ nữ mất cảnh giác mà còn không thể tránh khỏi. Họ có ấn tượng tốt hay không thì đều cần phải giao tiếp và tiếp xúc. Vì vậy khi làm việc, họ sẽ luôn bắt gặp những đồng nghiệp nam đến trò chuyện, pha trò tán tỉnh. Trong những trường hợp này, nếu người phụ nữ không đủ cứng rắn để chấp nhận và bỏ qua hành vi khiêu khích của những anh đồng nghiệp nam, thì họ sẽ rất dễ dàng bị dụ dỗ vào ngoại tình. Đặc biệt là những người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, dáng người lại chuẩn chỉ một chút thì càng dễ được các đồng nghiệp nam săn đón hơn. Họ không ngừng trêu chọc, không có ranh giới trong lời nói và việc làm, khiến cho phụ nữ mất cảnh giác. Và một khi người phụ nữ không đủ vững vàng trong mối quan hệ hoặc là bị đồng nghiệp nam gạ gẫm tấn công quá nhiều thì chuyện ngoại tình khó mà có thể tránh được. Những bạn nam thời học đã qua, tình cũ khó quên cũng là một trong những đối tượng thường gặp. Đối với người phụ nữ mà nói, có một loại đàn ông khiến họ sợ hãi nhất, đó chính là bạn học nam mà họ từng thích. Một người phụ nữ đã từng thích một người đàn ông đã từng là bạn học của mình, cô ấy có thể sẽ không bao giờ buông tay. Chỉ cần sau này có cơ hội gặp lại, thân thiết với nhau hơn thì việc thắp lại tình cảm dành cho nhau là điều dễ dàng. Vì vậy khi một người phụ nữ gặp một người bạn nam học cùng mà cô ấy đã từng thích, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy bối rối ở trong lòng. Một khi hai bên giao tiếp một cách sâu sắc và gần gũi với nhau hơn thì sẽ nảy sinh tình cảm, nhất là khi đôi bên yêu nhau mà lại không đến được với nhau, để lại rất nhiều tiếc nuối. Sau nhiều năm tình cờ gặp gỡ lại càng dễ sinh ra cảm giác động lòng. Con cá mất là con cá to, làm gì có ai bước vào cuộc hôn nhân mà lại hạnh phúc vẹn toàn đâu. Ai cũng có những vấn đề với cuộc hôn nhân của mình. Rồi khi gặp lại tình xưa nghĩa cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thử hỏi làm sao có thể thoát khỏi lưới tình này đây. Các bạn thân mến, chính vì ba người đàn ông trên, một khi người phụ nữ không có sự chuẩn bị trước, rất dễ khơi lại những mối quan hệ cũ với những kiểu đàn ông này và dễ dẫn đến ngoại tình. Đây cũng chính là ba mẫu ba kiểu đàn ông nguy hiểm nhất đe dọa sự hạnh phúc trong hôn nhân của cuộc đời người phụ nữ nếu như thực sự chị em không tỉnh táo và không biết cách làm chủ bản thân. Và các bạn thân mến, cũng không hiếm những người phụ nữ được chồng yêu chồng chiều nhưng vẫn thèm của lạ. Người ta thường nói rằng phụ nữ chỉ khi không hạnh phúc mới phải đi tìm người đàn ông bên ngoài, nhưng điều đó dường như ngày càng không còn chính xác nữa. Rất nhiều người phụ nữ được chồng yêu chiều hết mực, nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi những sóng gió của lòng mình khi mà tìm thấy một người đàn ông khác. Được chồng rất chiều, nhưng chị Hoài vẫn xao xuyến khi anh hàng xóm tặng đôi giày mới và mang nước cho khi đi tập thể thao.
Một tháng nay anh Trung chồng chị Hoài xin nghỉ việc, vốn là người nhanh nhạy, việc được giao 3 ngày chỉ xử lý 1 ngày là xong. Thì nay anh không thể tập trung làm gì, trong khi đầu luôn lẩn vẩn cảnh vợ mình tình tứ với người đàn ông khác. Câu anh hỏi đi hỏi lại vợ cũng như là hỏi chính bản thân mình: tại sao tôi chiều cô đến như vậy? Gia đình đang hạnh phúc thì cô lại đi ngoại tình. Vợ làm hành chính văn phòng, bản thân anh là trưởng phòng của một công ty nhà nước, nhà cửa khang trang, con cái đủ nếp đủ tẻ, gia đình anh được nhiều người mơ ước. Bản thân anh cũng luôn hết lòng vì vợ con, tiền làm ra bao nhiêu cũng giao chị quản. Chị Hoài có nhan sắc trung bình nhưng tháo vát và khéo ứng xử nên được cả nhà chồng rất quý. Một năm trước, anh Trung động viên vợ tham gia các hoạt động thể thao để giữ gìn sức khỏe, vì không phải bận tâm nhiều tới việc nhà và con cái nữa. Nhưng từ ngày hay chơi cầu lông, đánh bóng với hội cùng khu phố, vợ anh bắt đầu ăn diện hơn, hay lấy cớ vắng nhà hơn. Ngờ vực, anh có thuê thám tử theo dõi thì phát hiện chị cặp kè với một nam giới kém tuổi, đã có vợ con ở cùng đội cầu lông. Khi thấy chồng mới vứt ra những bức ảnh hai người vào nhà nghỉ, chị Hoài nhận lỗi ngay: cô ấy vẫn còn yêu tôi, chỉ là muốn tìm lại cảm xúc yêu đương như thời sinh viên, muốn có cảm giác mình là ngôi sao, mình được chú ý, nâng niu, nên mới sa ngã khi hắn ân cần mang nước đưa khăn, lúc tặng đôi giày, khi mời lên ô tô đưa đi ngắm biển. Người đàn ông 40 tuổi kể với nhà tư vấn tâm lý, mỗi khi màn đêm buông xuống, anh Trung lại nhìn trừng trừng lên trần nhà, đầu như muốn nổ tung. Có lần như phát điên, anh vùng dậy vù lấy con dao lao khỏi nhà. May mà anh vẫn kiềm chế được. Sau đó anh phải cố nghe Phật pháp để dịu lòng lại, nhưng lửa giận vẫn cứ sôi lên, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra. Chị Hoài cũng thừa nhận mình còn yêu chồng và không hề có ý định từ bỏ gia đình. Chị không có tình cảm sâu sắc gì với gã nhân tình kia. Chị cũng chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà sa ngã. Trước này người ta vẫn thường cho rằng phụ nữ phải có tình yêu mới sẵn sàng quan hệ thể xác, hay người vợ ngoại tình thường bị thiếu thốn tình cảm, tình dục hoặc bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng thực tế cho thấy ngày nay rất nhiều phụ nữ ngoại tình cũng chỉ vì muốn tìm cái mới, bị mềm lòng trước những cử chỉ quan tâm, những cái liếc mắt đưa tình để thấy mình còn hấp dẫn, tươi trẻ, điều từng thiếu vắng trong các cuộc hôn nhân lâu năm. Với họ, ngoại tình không phải là sự san sẻ tình yêu với chồng, mà chỉ là một trải nghiệm mới lạ. Khi trở về nhà, họ có thể vẫn yêu chồng, vẫn chăm con, vẫn chu toàn mọi việc. Nhiều người vốn không bao giờ nghĩ sẽ phản bội chồng, đôi khi cũng chỉ vì sự tò mò và ham cái mới lạ, xa và lúc nào không hay. Nhung, 32 tuổi, là nhân viên PR trong một ngân hàng ở Hà Nội, có gia đình hạnh phúc và luôn tự hào khi mình là một người vợ đảm đang trung thủy. Nơi Nhung làm việc có một anh chàng rất điển trai và hào hoa, thấy cô nào ưa nhìn cũng thả thính. Nhung từng bĩu môi nói rằng cô sẽ chẳng bao giờ đổ trước gã đàn ông kiểu đó. Chính tôi cũng không biết tại sao, tôi đã quá rõ những chiêu thức tán tỉnh của anh ta với người khác, quan tâm, chăm sóc hàng ngày, nói những lời dịu dàng, yêu thương, nhắn những tin nhắn mủi mẫn. Nhưng cuối cùng chính cô cũng là người xa lưới. Ban đầu chỉ là tặc lưỡi đi ăn cùng nhau, sau đó là cái cầm tay, rồi muốn nói chuyện ở nơi kín đáo hơn. Và việc gì đến cũng đã đến. Cô còn rất yêu chồng con và muốn dứt ra nhưng vẫn bị cuốn vào anh chàng kia. Sự tấn công lâu dài liên tục thường dễ khiến con người ta lung lay. Khi một người cố tình ve vãn, bạn đừng bao giờ tự tin rằng mình đủ khả năng chống cự mà để ngỏ cơ hội tiếp xúc với họ. Với những cô gái như Nhung, cô chỉ có thể chấm dứt được chuyện ngoài luồng khi xin nghỉ việc và không gặp nhân tình nữa thôi. Đa số phụ nữ đã có gia đình hạnh phúc đều chỉ coi chuyện ngoại tình là thoáng qua, không bao giờ có ý định đánh đổi gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như cô Nhung, kịp thời chấm dứt khi chưa bị lộ và trở về vun đắp gia đình mình. Nhiều chị em bị bạn đời phát hiện thì nguy cơ tan vỡ là điều khó tránh. Giống như phụ nữ đau đớn khi bị chồng phản bội, đàn ông họ cũng rất đau, rất uất hận khi vợ cắm sừng. Nhưng vì tính sĩ diện cao, với họ, việc vợ ngoại tình như một cái tát vào mặt vậy, khiến cho họ cảm thấy vô cùng tồi tệ và rất khó chấp nhận. Số đông phụ nữ có chồng ngoại tình cũng bị sang chấn tâm lý, nhưng họ thường cố chịu đựng do định kiến xã hội coi việc người đàn ông ăn phở là bình thường. Ngược lại với người đàn ông, chuyện người phụ nữ ngoại tình là điều không thể chấp nhận. Họ cảm thấy tổn thương rất lớn
dễ có phản ứng dữ dội và làm trầm trọng hóa mọi việc. Bởi thế, đôi khi chỉ một bước sai chân, phụ nữ nghĩ rằng chỉ là chút đổi gió, nhưng họ có thể phải trả giá bằng cả cuộc hôn nhân của mình, để lại hệ lụy cho con cái và cha mẹ. Muốn tránh được ngoại tình, cần dập ngay những mầm mống đầu tiên. Đừng cho phép mình phơi nhiễm với các cám dỗ. Hãy nghĩ tới hậu quả của việc này nếu như bị phát hiện, tới ảnh hưởng của nó với con cái trước khi định bước chân vào lối lại. Cuộc hôn nhân nào cũng có những lúc nhàm chán, dù cả hai có cố gắng giữ lửa đến đâu đi chăng nữa. Đó chính là quy luật của cuộc sống. Vì vậy, đòi hỏi vợ hay chồng mình có sự cam kết và biết chấp nhận giai đoạn mùa đông trong hôn nhân để chờ đợi tiến tới mùa xuân. Nếu như những lúc lạnh lẽo mà lại đi tìm ngay nắng ấm ở một nơi khác thì hôn nhân đổ vỡ là việc khó tránh. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn cũng đã có thể hiểu biết hơn về hạnh phúc hôn nhân gia đình, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì chúng tôi hiểu rằng gia đình chính là tế bào của xã hội, và việc xây dựng một gia đình hạnh phúc sẽ góp phần tạo dựng một xã hội hạnh phúc hơn. Và chúc cho tất cả chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa các bạn, tỷ lệ ly hôn ngày nay đang ngày càng tăng cao, và một trong những nguyên nhân chính gây ra việc này đó chính là ngoại tình. Đàn ông ngày xưa thì 5 thê 7 thiếp, thế nên khi chuyện đàn ông ngoại tình, có lẽ chúng ta cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là việc phụ nữ ngoại tình. Tuy nhiên, trong một xã hội văn minh hiện đại thì dù là đàn ông hay là đàn bà ngoại tình cũng đều đáng bị lên án. Để tìm được ý chung nhân đã khó, để có thể giữ được hạnh phúc hôn nhân lại càng khó hơn. Nếu như người phụ nữ của bạn có 6 biểu hiện sau đây thì rất có khả năng là cô ấy đang ngoại tình. Hãy cùng lắng nghe. Phụ nữ mà có 6 điểm này rất dễ ngoại tình. Đàn ông chú ý kẻo tan cửa nát nhà. Hạnh phúc gia đình là điều rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Đàn ông thường ngoại tình vì ham muốn dục vọng, nhưng phụ nữ một khi đã ngoại tình thì lại vì yêu thương người khác. Một người đàn ông khi ngoại tình sẽ biết đường quay về, nhưng phụ nữ mà đã ngoại tình nhăng nhít thì chỉ có tan cửa nát nhà mà thôi. Phụ nữ có 6 đặc điểm sau là những cô vợ dễ ngoại tình nhất. 1. Đột nhiên thích ăn diện và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Một ngày nếu bất chợt thấy vợ chú ý hơn tới ngoại hình, thích làm đẹp hơn. Cô ấy thích ăn diện, mua sắm, chịu chi tiền bỏ công làm đẹp, cũng hay thích làm dáng trước gương rồi cười thầm. Bạn đừng chỉ nghĩ vợ đang yêu đời, vì rất có thể cô ấy đang nghĩ về một người đàn ông khác. Phụ nữ bất ngờ làm đẹp là vì có người khác muốn ngắm nhìn. Hãy cẩn thận vì kiểu tự dưng làm đẹp bất ngờ rồi cười thầm một mình này là biểu hiện không bình thường ở một người phụ nữ đã có gia đình. 2. Hay cáu gắt và không hạnh phúc. Khi phụ nữ hết yêu chồng mình thì những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng xảy ra càng nhiều. Dù là chuyện nhỏ cũng là lý do để tức giận, đổ lỗi. Tệ hơn, phụ nữ có thể chỉ trích một người đàn ông một cách nặng nề, tỏ ra mình đang bất hạnh trong hôn nhân và bạn là một người chồng tệ. Biểu hiện này nói lên một điều rằng cô ấy nghĩ mình đã tìm được người đàn ông tốt hơn bạn và khó chịu khi phải sống cạnh bạn. Đối với những người phụ nữ có thái độ và cách ứng xử như vậy rồi thì nên xem xét lại. 3. Thói quen dùng điện thoại thay đổi. Vợ bạn thường xuyên nhắn tin hay gọi điện nhiều hơn, thậm chí là khi đã muộn. Cô ấy càng tỏ ra vẻ mờ ám hơn, khiến bạn càng thấy lạ lùng. Khi nói chuyện điện thoại, phụ nữ thường không nói tròn câu, nhưng đang để che giấu, không muốn bạn biết đang nói về gì đó. Khi bạn hỏi đang nói chuyện với ai, cô ấy cũng không nói rõ ràng. Đây rất có thể là vì vợ bạn đang liên lạc với nhân tình. 4. Thói quen hàng ngày đều thay đổi. Thường ngày vừa tan làm, vợ đã gọi về hỏi bạn bao giờ về. Nhưng giờ cô ấy đều để bạn tự do thoải mái đi chơi với bạn bè. Lúc trước dù về nhà trễ thế nào, bạn đều thấy vợ đợi mình. Nhưng giờ khi bạn về, một là vợ lấy lý do đi đâu đó, hai là cô ấy đã đi ngủ từ trước. Những thói quen của vợ từng có vì bạn đều thay đổi. Phụ nữ hầu như rất ít thay đổi thói quen hàng ngày, nếu không vì một người hay ảnh hưởng nào khác. Rất có thể sự thay đổi này là vì cô ấy muốn dành thời gian cho người đàn ông khác ngoài bạn. Vì vậy đừng vô tâm, đừng xem đây là tự do,
vì bạn mất vợ lúc nào cũng không hay đâu. 5. Vợ bạn tỏ ra không cần bạn và có nhiều bí mật hơn. Hãy nhớ lại xem, lâu nay vợ có còn hay than thở với bạn về những chuyện trong ngày nữa hay không? Những lần vợ tâm sự với bạn có nhiều như trước nữa không? Hay gần đây, vợ hầu như không cần bạn? Đều tự có thể giải quyết mọi tâm sự buồn phiền của mình. Nếu thế thì có lẽ vợ bạn cũng đã có một chỗ dựa tinh thần khác ngoài kia. Phụ nữ chỉ muốn người mình thương lắng nghe. Để khi cô ấy không còn muốn nói nữa thì chính là đã không còn yêu. Hơn nữa, vợ bạn bắt đầu có những bí mật riêng. Điện thoại đều có mật khẩu. Mỗi lần nhận cuộc gọi cũng không muốn bạn nghe. Đây rõ ràng là cô ấy đang che giấu, không muốn bạn biết. 6. Né tránh chuyện yêu. Phụ nữ khác với đàn ông ở việc đặt tình cảm nhiều khi làm chuyện ấy. Đàn ông có thể lên giường vì nhu cầu, nhưng phụ nữ lại cần một lý do cho tình cảm hơn. Vì vậy, nếu phụ nữ từ chối chuyện yêu hoặc là cứ làm cho có, thì bạn nên tìm hiểu, vì khả năng vợ ngoại tình sẽ rất cao nếu cô ấy không muốn thân mật với bạn như trước. Chúng ta đã bao giờ thử tìm hiểu nguyên nhân xem vì sao vợ của mình lại ngoại tình chưa? Có lẽ có những nguyên nhân mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thế nhưng cũng có những hoàn cảnh trớ trêu đẩy người phụ nữ thành ra như vậy. Tình yêu luôn bao gồm tình cảm và dục vọng, nên với ba kiểu chồng sau đây thì rất có khả năng đẩy vợ trở thành kẻ ngoại tình. Nếu muốn vun vén cho hạnh phúc của gia đình thì chắc chắn người chồng cần phải thay đổi. Ba kiểu chồng dễ khiến vợ ngoại tình. Đầu tiên, chồng thường xuyên xa nhà. Đối với hầu hết gia đình, xa cách vợ chồng là một trong các lý do khiến hôn nhân bị ảnh hưởng. Đầu tiên là không được giao tiếp, cảm xúc không được bộc lộ, thiếu đi sự thấu hiểu nhau. Dù cho ngày nay có cuộc gọi video hình ảnh, song vẫn khó để bộc bạch hết nỗi lòng khi không ở gần nhau. Đặc biệt nếu tính chất công việc khác nhau, lệch múi giờ thì sự giao tiếp sẽ bị ngắt quãng. Hơn thế, xa nhau khiến nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn, về lâu dài sẽ dẫn đến rạn nứt mối quan hệ. Do vậy, nếu muốn người vợ không cô đơn, hãy gọi điện hỏi thăm quan tâm thường xuyên. Nếu được thì tốt nhất bố trí sắp xếp vợ chồng ở gần nhau là tốt nhất. Thứ hai, chồng coi thường vợ. Bạo lực lời nói đôi khi còn khủng khiếp hơn cả vũ lực. Một người chồng hay dùng những từ ngữ miệt thị, phớt lờ, không coi trọng vợ là nỗi đau lớn nhất với phụ nữ. Hôn nhân là hai bên phải ngang hàng, quan tâm, nương tựa và cùng nhau hướng tới một mục đích tốt đẹp. Nhưng một người luôn đứng ở hàng trên thì thật bất hạnh cho người còn lại. Phụ nữ lại thích luôn được đánh giá cao vai trò, ngợi khen. Nhiều gia đình đã tan vỡ vì người phụ nữ không được coi trọng trong gia đình. Vì thế họ mới đi tìm kiếm cảm giác này ở bên ngoài. Hãy chú ý đến vợ mình nhiều hơn. Thứ ba, chồng không chịu thấu hiểu. Vợ chồng không hòa thuận là tình huống không ai muốn đối mặt khi bước vào hôn nhân. Song thực tế lại khá phổ biến. Nhiều người cứ đổ tại do hai vợ chồng khắc khẩu hoặc chồng nóng tính, vô tâm. Căn nguyên của chuyện vợ chồng không hòa thuận nằm ở việc cả hai cần phải thấu hiểu nhau, nói được ra những uất ức cũng như mong muốn, kỳ vọng của mình với đối phương. Khi đã hiểu được thì sẽ thông cảm, sẽ thương và sẽ yêu. Hôn nhân để đi được lâu dài không nằm ở chữ yêu mà thuộc về chữ hiểu. Người chồng không hiểu, thậm chí từ chối hiểu vợ mình sẽ khiến những uất ức trong cô ấy tích tụ, có khả năng dẫn đến việc phụ nữ sẽ đi lệch đường trong hôn nhân. Đàn bà có 6 đặc điểm này thì bỏ ngay đi, kẻo sớm muộn cũng sẽ mất chồng. Đàn bà học gì thì học, chứ học giữ chồng chắc chắn cần học cả đời. Một người vợ biết nắm, biết giữ, biết khôn, biết dại đúng lúc mới mong hạnh phúc bên chồng. Ngược lại, đàn bà có 6 đặc điểm này sớm muộn gì cũng sẽ mất chồng. Đầu tiên, đàn bà suốt ngày chỉ lo làm đẹp. Với đàn bà, nhan sắc quan trọng thật. Nhưng đàn ông lại sợ người phụ nữ xem vẻ ngoài là tất cả. Một người vợ chỉ biết làm đẹp, không thể cho họ một mái ấm gia đình. Một người vợ chỉ lo vóc dáng, da rẻ, không thể là mẹ hiền của con họ. Và một người vợ chỉ chăm chăm ngắm mình trong gương, không thể cùng họ thấu hiểu cảm thông. Đàn bà chỉ biết lo làm đẹp thì chỉ đàn ông ngắm, không thể là người bạn đời cùng họ sống về sau. Đàn bà nhất định phải biết làm đẹp, nhưng vừa đủ để đàn ông mê say. 2. Muốn điều khiển chồng. Không ít người vợ dùng mệnh lệnh để giao tiếp với chồng, thể hiện mong muốn của họ. Nhưng đàn ông không phải là một đứa trẻ, tự trọng lại cao. Bị điều khiển là điều đàn ông rất ghét.
như cảm giác không có tiếng nói và thiếu tôn trọng. Phụ nữ khôn ngoan không cần dùng lời ra lệnh vẫn khiến chồng làm theo ý mình muốn. Cách ứng xử khôn khéo khiến chồng nể trọng mới là cách điều khiển chồng hay nhất. Thứ ba, làm chồng mất mặt trước mặt bạn bè. Đàn ông xem sĩ diện tự trọng còn cần thiết hơn cả chiếc thẻ tín dụng bao năm anh ta tích góp. Chồng sẵn sàng giao cả ví tiền cho bạn, nhưng chắc chắn sẽ không chấp nhận bị mất thể diện trước bạn bè vì những lời không chừng mực. Đàn ông luôn cần một người vợ biết giữ gìn thể diện cho họ. Đàn bà càng yêu chồng thì càng phải làm cho chồng tự tôn và kiêu hãnh. Đàn bà mở miệng ra đã không cho chồng mặt mũi thì chính là họ khó giữ chồng cả đời. 4. Quá dựa dẫm vào chồng. Nhu cầu nam tính hơn đàn ông là che chở cho phụ nữ. Họ sẵn sàng bảo bọc vợ mình, nhưng không có nghĩa là chấp nhận một người phụ nữ quá phụ thuộc chồng. Đàn ông thích cảm giác thành tựu khi chở che cho vợ, nhưng lại sợ gánh nặng khi vợ không thể độc lập. Chính gánh nặng này sẽ khiến họ thấy mệt mỏi theo thời gian. Đàn bà khi phụ thuộc chồng sẽ có dấu hiệu quản lý cuộc sống của chồng. Và với đàn ông, đây là kiểu đại kỵ. Vì đàn ông luôn cần không gian riêng để thở. Nếu bị ràng buộc quá mức, đàn ông sẽ muốn trốn chạy, muốn ngã vào vòng tay người phụ nữ khác. Tình yêu với đàn ông bao gồm cả tự do. Vì vậy, đàn ông luôn thích một người vợ biết sống độc lập, tận hưởng và có một cuộc sống thu hút riêng. Đôi khi điều phụ nữ nên làm chỉ là tự sống một cuộc sống đủ đẹp thì đã khiến đàn ông phải giữ lấy mình. Thứ năm, không nể trọng các mối quan hệ của chồng. Phụ nữ muốn có tình yêu và tôn trọng của chồng thì nhất định không phá hủy những mối quan hệ của chồng. Đàn ông ra ngoài thường có nhiều mối quan hệ để duy trì công việc, đối ngoại hay tìm kiếm cách giải tỏa mệt mỏi. Phụ nữ càng yêu chồng, càng nên có cách giúp chồng giữ tốt những mối quan hệ này. Khi ấy chồng cũng sẽ hiểu, tôn trọng và yêu thương vợ hơn. Thứ sáu, không biết chi tiêu. Phụ nữ là người giữ tiền trong nhà, nhưng vẫn không ít phụ nữ tiêu xài không chừng mực, khiến chồng cảm thấy chán nản. Khi phụ nữ không biết đúng giá trị những gì chồng kiếm ra, chính là không tôn trọng sức lực của chồng, để chồng nể phục. Phụ nữ càng nên biết cách tiêu xài để chồng có lòng tin ở mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.